Xin chào các bạn ha. Thì ở đây mình có một cái cây mai phôi nè các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một số cái vấn đề xung quanh đến với việc cắt dọn những cái tược mai này nè các bạn. Và ghép luôn ha. Để sao cho cây nó khỏe mạnh nhất và tỷ lệ thành công 100% ha. Đó thì hiện tại thì mình đã tập trung ghép rất là nhiều các bạn. Thì đây là ngay chỗ cái gốc mình mát mẻ nè, mình cũng đã làm cái dàn lưới để che giảm cái nắng xuống ha. Đối với những trồng những cái mai mới ghép thì chúng ta nên giảm nhiệt độ xuống và tránh nó nắng mà mặt trời chỉ trực tiếp, và có cái biện pháp che đậy cho cái mai chúng ta sau khi ghép ha, để cho cái tế bào nó phát triển được mạnh, nó kết dính mau ha. Đó, rồi trở lại vấn đề chính hôm nay thì mình sẽ tiến hành mình dọn cái mai này, cũng như là chia sẻ lại các bạn cái kỹ thuật ghép cây mai ha, để chúng ta có một cái cây mai khỏe mạnh. Đó thì cây mai này nè các bạn, nó trồng tầm khoảng cũng lâu rồi nha, 8-9 tháng nuôi nè các bạn, nè, ra được dại nè. Trong vấn đề này mình không có phun những cái thuốc phòng nấm trừ nấm mấy dần các bạn, cứ để nuôi nó thôi. Đây là những cái tược dài, cây phôi nữa cũng kết bỏ thôi, để nó kéo ra nó nuôi cái cây thôi. Nó cứ để như thế này, chúng ta không có cắt bỏ. Rồi thì sẵn tiện mình ghép cái mai này thì mình làm video để chia sẻ cho các bạn luôn ha. Đây cái mai này mình giống như mình đã chia sẻ các bạn, đẳng lên và nuôi tầm khoảng 8 tháng thì bắt đầu cây nó phát triển mạnh này. Ra như thế này thì cái đầu bộ rễ nó đầu ổn định, chúng ta phải cắt. Nhưng mà trong cái quá trình ghép mà để làm sao cho cây mai nó khỏe mạnh nhất thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn. Đối với một cái cây mai này các bạn, nếu mà chúng ta cắt á, những cái tược nào mà nó nằm che chắn ngay chỗ cái phần chúng ta ghép á, thì chúng ta nên cắt bỏ ha. Còn không thì chúng ta vẫn cứ để lại bình thường thôi. Đó, nè, như cái chùm này nè các bạn, chùm ở phía sau này nè. Mình là nó không cần thiết ha, nhưng mà mình vẫn để lại để gì, để cho nó trao đổi chắc với môi trường, nó tránh tình trạng cái cây mai nó bị xuống sức luôn nè các bạn. Đó, còn những cái tược nào thường giống như kinh nghiệm như thôi các bạn, có những anh em cắt mai mà nó bị đơ luôn á, là do cây mai chúng ta nó bị xuống sức luôn. Thì những cái tược nào mà chúng ta không cần thiết ngay chỗ cái điểm này chúng ta cần ghép nè, thì chúng ta nên để lại, còn không thì chúng ta nên cắt bỏ luôn. Đó, rồi để lại nguyên cái chùm ở phía sau này nè, giúp cho cây mai chúng ta nó khỏe mạnh ha. Đó, mà các anh em nào mà ghép mai mà có những cái tược dại như thế này thì chúng ta nên để lại, chúng ta chỉ bấm những cái tược mà không cần thiết bỏ thôi ha, để tạo cái điều kiện cho cái cây mai chúng ta nó mạnh ha các bạn. Nếu mà cắt xuống thì nó rất là dễ bị suy. Nhưng mà cây mai nó mạnh thì không có nói, nhưng mà những cái mai mà nó yếu các bạn là nó xuống luôn nha, nó suy luôn đó, là nó không có phát lại nổi nữa. Đẩy cái tược như thế này nó rất là tốt. Thì nữa khi mà chúng ta ghép xong rồi cây mà nó, những cái tược mà cái bo ghép chúng ta nó ra phát triển thì nên chúng ta nên sẽ cắt bỏ, nó thay thế được cho cái những cái tược dại như thế này mọc, thì nó chúng ta cắt bỏ những cái tược dại đó sau khi mà cái bo ghép chúng ta nó phát triển mạnh ha. Còn bây giờ thì nó chưa có gì hết, chúng ta cắt dọn lại để chúng ta tiến hành ghép thôi. Đó, cái mai này có cái đường cong lắc lượng rất là đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép luôn ha. Rồi thì bây giờ mình chỉ còn cái này thôi. Cái này lúc trước mình cắt là để trừ hao nè các bạn. Sẽ cắt vô một chút nữa để làm cái cho cây mai chúng ta nó giót nha. Nếu mà dài quá thì nó nhìn khi mà ghép cái tược vô nhìn nó rất là xấu. Mình cũng sẽ dọn lại thôi. Cho nó sát vô thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Mình bỏ cái tược nó ra. Đó nè, thấy không? Đây là cái tược mình giữ lại nè ha, không có cắt bỏ. Mình ghép như này tầm khoảng 3 đến 4 ngày là bắt đầu cái, nếu mà cây nó mạnh á thì bắt đầu nó sẽ kéo nhựa các bạn, nó tế bào nó bắt đầu nó đùng lên này. Để nó kết dính lại. Rồi chỉ dọn cái phần này nó là xong ha. Dọn xong thì chúng ta nên dùng cái keo liền sẹo chúng ta bôi lên vô liền để tránh cái khô cái bề mặt của nó chết cái phần trong rất là ổn, chúng ta ghép vô có thể không thành công. Đó, như vậy là ok các bạn.
Ở bàn thì sau khi mà cắt dọn lại xong, bây giờ gà tho cái đầu keo nó đã cũng đã khô rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép ha. Đây là một số cái phơi mai công nguyên đã ghép nè. Đó, rất là nhiều ha. Che chắn như thế này đảm bảo là ánh nắng trực tiếp nó không có chiếu vào. Mặc dù là vẫn có cái lưới luôn nha các bạn, lưới che ở trên. Rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép ha các bạn. Thì đây là mình đã tho keo lên sẹo nó khô rồi nè. Đó. Đây là những các bạn lưu ý ha, đây là những cái thực dại mình để lại để cho cây nó hô hấp ha. Tránh cắt bỏ hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở miệng nè. Đối với cái ghép nối nè các bạn, ở đây là mình ghép nối một cái cành nè, thì chúng ta nên sử dụng một cái bo thẳng để chúng ta ghép vô để nó gió cây hơn, và sau này nó việc mà uốn éo các bạn nó cũng dễ dàng hơn ha. Đó, chúng ta cắt nhẹ một cái lớp ở phía trên nè, lớp mỏng ở trên thôi, để đặt cái bo vô á, chúng ta có thể quấn bằng lại nó được dễ hơn ha. Cái này mình vừa làm mình vừa hướng dẫn nên mình không có chú trọng cái thời gian nha các bạn. Thì nè, thì đối với một cái cây mai mà chúng ta cắt ra nè các bạn, nếu mà chúng ta lột vỏ mà nó dễ dàng mà nó trơn láng thì điều đó chứng tỏ là cây mai của chúng ta mạnh ha. Còn mà nếu mà chúng ta mà cắt ra mà chúng ta lột vỏ mà cái mai chúng ta thấy nó khó khăn á, là cây mai chúng ta cái nhựa các bạn nó chưa có được mạnh đó, ghép vô thì nó vẫn có thể là dính, nhưng mà có thể nó không dính, nhưng mà nó có thể nó không có phát triển mạnh ha. Thì đó là do cái bộ rễ thôi, cái phần rễ thôi nè các bạn thấy không, cái bo nè. Nó mình sẽ sử dụng một cái bo thẳng ha, thì mình cắt mình cứ nem vô thôi, về cận cảnh để cho các bạn xem luôn ha. Cái này về cái vấn đề mà ghép mai thì mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi các bạn. Xong rồi nè, rồi chúng ta chỉ cần chúng ta gắn vô thôi. Đó, vậy xong rồi đó các bạn. Rồi chúng ta chỉ quấn bằng keo lại ha, để cố định lại. Rồi, xong rồi chúng ta dùng một cái bọc này. Nó chậm lại.
Vậy xong rồi đó bạn, thì có nhiều anh em ở trên hỏi mình là chừng nào nó mới ra, thì tầm khoảng hai tuần lễ ha. Rồi thì bây giờ sẽ tiến hành chúng ta ghép tới cái phần đọt này các bạn. Thì cái chúng ta ghép một cái cây mai bonsai thì chúng ta phải nhìn theo cái thân của cây nha, nhìn theo cái thân chính của cây nè. Cái cây này nó đang móc cái đường này các bạn, và nó đi lên nè. Thì chúng ta sẽ ghép hai cái đường này, một cái lại trên đây nè, một cái tược để đi xuống làm cái nhánh, và một cái tược chúng ta sẽ ghép ở đây để dựng lên cái ngọn ha. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục mở miệng ha. Thì cách ghép thì chắc có thể anh em nào cũng biết hết trơn này, rất là dễ thôi. Còn một số kinh nghiệm nho nhỏ giống như là giữ lại cái tược này, thì chúng ta nên giữ lại ha, để cho nó nuôi cây, và cũng như là giúp cái cây nó trao đổi cái chất với cái môi trường bên ngoài, giúp cây chúng ta khỏe ha, tránh cái tình trạng cây chúng ta nó suy. Rồi ghép thì nó rất là dễ bị suy ha. Cây này nó rất là mạnh các bạn, cái đầu bên bào nè. Dù như anh em trồng một cái cây mai phôi mà nó tầm khoảng 2 đến 3 tuần mà nó kéo như thế này thì chúng ta vẫn có thể ghép nè. Kéo rất là mạnh nè các bạn thấy không? Đây là cái tế bào của nó nè, đặn cho nó liền cái vết sẹo này. Thì như thế này ghép là ok ha. Giờ mình cũng sẽ tiến hành mình mở miệng thôi. Rồi mình sẽ mở hai cái miệng ra nè. Đối với những cái phần mà cây mai mà nó khó mở miệng các bạn, hoặc là da nó dày thì chúng ta khó mà mở, thì chúng ta nên cắt vô luôn, cắt tới phần gỗ luôn nha. Tế bào nó phát triển sẽ rất là mạnh, nó cũng sẽ ăn vô cái bo chúng ta thôi. Nó bình thường nha, nếu mà chúng ta biết ghép rồi rất là dễ. Chúng ta nên gọt nhẹ cái đầu nè, để chúng ta tách cái phần mà cái vỏ nè, cái vỏ của cái gốc ghép ra ha. Nó nè các bạn thấy không, rất là dễ dàng ha, tách cái vỏ rất dễ dàng. Thì chứng tỏ là cây mai chúng ta mạnh nè, các bạn thấy không, dở nhẹ cái là nó bung ra nè. Nó thì điều đây chứng tỏ là cây mai rất là mạnh ha. Còn nếu mà cái lớp vỏ mà nó khó tách á, là chứng tỏ cây mai chúng ta nó đang cũng yếu đó, nhựa nó không có lên được mạnh, nước nó không có lên mạnh, cái nên nó không có cái nhựa nhiều các bạn, nó rất là dễ bị suy. Rồi đây cái bo mình đã xử lý nè, đây là ghép cái chậu thức nè, rất là nhỏ nha các bạn. Đó. Này ghép thì nó phát triển mạnh hơn. Thì đối với bo ghép thì chúng ta nên lựa những cái bo nó màu xám như thế này nè, nó vừa màu xanh chuyển qua màu xám thì ghép là ok ha. Cái tốc độ mà mất nước của nó cũng không đáng kể. Đối với những cái bo non mà sau chúng ta ghép không, tỷ lệ nó không có thành công cao là tại vì những cái bo non các bạn nó rất là dễ bị héo, nó mất nước á. Cái sự trả nước cho nó, trả nước về nó cây á, nó rất là mạnh. Cho nên cái bo chúng ta nó thường nó bị ghé, nó bị mà nó bị chết, nó không có dính ha, nó chưa có thời gian đủ để mà nó kết dính thì cái bo chúng ta nó héo rồi, thì nó rất là dễ bị chết. Chúng ta lựa những cái bo có cái màu chuyển qua nó như thế này nè, là cái bo ok, ghép rất là thành công, rất là cao. Đó, giót lại thôi. Rồi xong rồi đó các bạn, một ha, mình đã gắn vô một rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình gắn vô thôi, làm cái ngọn. Tiếp tục sử dụng một cái mắt nó thức nè, chòi thức nè, chòi giống như nó đưa ra như này là chòi thức ha. Rồi mặt này chúng ta phải gọt cho nó thật bằng và nó thật là sắc, không có bị dập ha. Rồi xong rồi đó các bạn, thì giờ mình cũng chỉ mình gắn vô thôi là xong. Cái mai này thì nó khi mà nuôi như thế này nè thì đảm bảo cái mai chúng ta nó mạnh nè, chúng ta ghép vô cái tỷ lệ thành công rất là cao nha. Đó. Rồi thì đó là xong rồi đó các bạn, chúng ta ghép một cái tược xuống, một cái tược lên nè, thì cây nó sẽ phát triển bình thường thôi ha, nó tiếp nhựa rất là mau, tầm khoảng 2-3 ngày là cái đầu nó sẽ kéo tế bào rồi.
Thường chúng ta ghép xong, chúng ta nếu mà những cây to thì chúng ta không có thể mà đem vô mát được, thì chúng ta nên có biện pháp che chắn lại, giảm cái ánh nắng trực tiếp vô luôn ha. Gầu hầu như là không có nắng trực tiếp luôn, thì cái mai nó bắt đầu nó tế bào của các bạn phát triển lại rất là màu. Nếu mà để trong cái trong mát á, cái mai chúng ta tế bào nó kéo rất là màu ha. Rồi đó là lý do tại sao chúng ta phải che mát lại cho cây mai trong thời gian ghép. Và cái bo nó nếu mà nắng trực tiếp vô nó rất là dễ bị khô, không có dính ha. Nó đó là nguyên nhân chúng ta ghép thường hay thất bại là ở chỗ đó. Giờ đủ cứng là ok rồi đó các bạn. Rồi xong thì chúng ta vẫn tiếp tục giống nãy thôi. Đây, bỏ một lượng nước vô nè, rồi chúng ta dò lại. Dò để làm chi? Để cho nước có thể bám ở trên cái bọc nha. Và cái thứ hai nữa là nó làm cho ánh sáng không có chiếu ngay được cái bo ghép của chúng ta. Rồi, vậy là ok rồi các bạn. Thì các bạn nào nếu mà để mà nắng thì chúng ta có thể dùng một số cái loại phụ kiện giống như là giấy nè các bạn, giấy bìa cứng nè. Và chúng ta làm một cái hình cái chữ nhật các bạn, nó chúng ta trồng lên cái đầu để nó không có nắng vô. Như thế thì cái bo ghép chúng ta tầm khoảng một tuần lễ là bắt đầu nó đã tiếp nhựa mạnh này, thì có thể là nó ra luôn. Một tuần lễ mà nó bung đọt là vẫn là chuyện bình thường hả các bạn. Một tuần đến hai tuần thì bắt đầu nó bung đọt. Còn đối với những cây mai mà chúng ta ghép mà nó có hiện tượng yếu mà nó chưa có tiếp nhựa được tốt á, thì bắt đầu nó sẽ đơ. Nhưng mà nếu mà nó tiếp nhựa rồi cái thì nó sẽ phát triển bình thường. Thì chúng ta phải biết xử lý theo từng cái trường hợp ha. Rồi xong rồi đó các bạn. Thì kính chúc các bạn xem video vui vẻ ha. Mọi thắc mắc hãy để trong phần bình luận, mình xin trả lời cho tất cả các bạn ha. Rồi sẵn này thì mình cũng chia sẻ thêm các bạn cái vấn đề chăm sóc cây mai sau khi ghép ha. Thì đối với những cái mai như thế này thì chúng ta nên để trong mát ha. Nó các bạn thấy không, giờ này là tầm khoảng 2 giờ, nhưng mà tại vì có cái lưới lan hoặc mình để ở dưới một cái gốc cây lớn nè thì nó rất là mát các bạn. Chỉ ánh nắng rất là nhỏ, cái lượng nhỏ chiếu vô thôi, nên là nó không có bị mất nước nhiều. Thì ở trong cái trường hợp này nè, chúng ta có chỉ cần nên tưới giữ ẩm, và một số cái loại kích rễ chúng ta vẫn có thể sử dụng N3M. Tại vì trong cái quá trình này các bạn, thì cái bộ rễ của cây mai của chúng ta nè, nó tương đối đã ổn định, nó rễ cám ra rất là nhiều nha. Nếu mà những cái tược nuôi như thế này mà nó ra như thế này là cái rễ cám nó rất là nhiều rồi đó. Thì chúng ta có thể tưới N3M, không có cần tưới Atonis đâu các bạn. N3M thì nó tốt hơn ở Atonis là trong những cây mai mà nó phát triển mạnh như thế này nè, thì nó cần cái lượng phân. Tại vì trong cái N3M các bạn thì nó có bao gồm NPK, vẫn có ha, NPK cỡ 11%, mà nó cao hơn cái đạm và, xin lỗi các bạn, nó cao hơn lăng và kali, cho nên chúng ta vẫn sử dụng. Và ngoài ra thì nó có một số yếu tố chung vi lượng như sắt, kẽm, đồng, chì nè các bạn, thì nó sẽ giúp cho cái mai nó có chất dinh dưỡng để nó phát triển mạnh hơn đó, thì nó tốt cho cây mai chúng ta hơn. Thì đó là một số cái vấn đề kỹ thuật mà chăm sóc cây mai sau khi ghép ha. Đó. Thì mình xin chia sẻ tới đây. Thì nửa video tiếp tục mình sẽ gửi đến các bạn sau về cái quá trình mà chăm sóc cây mai mà sau khi nó ra tược non các bạn, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nữa. Thì cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ cho video. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn ha. Xin chào.